Kính thưa quý vị, vào lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội diễn ra lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lúc 13 giờ 4 phút, Chủ tịch nước Tô Lâm trưởng ban lễ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn truy điệu Tổng bí thư. Sau điếu văn của Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu đáp từ. Trong sự xúc động, ông Nguyễn Trọng Trường thay mặt mẹ mình và chị gái cùng gia đình phát biểu đáp từ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau một thời gian lâm bệnh, dù đã được đảng nhà nước, tập thể giáo sư, y bác sĩ đầu ngành và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức là ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi. Ông Nguyễn Trọng Trường bày tỏ, Bố chúng cháu không còn nữa, mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là mẹ cháu. Từ khi bố chúng cháu lâm bệnh đến tận những giây phút cuối cùng và trong suốt quá trình tổ chức tang lễ, gia đình luôn nhận được rất nhiều tình cảm động viên, chia sẻ chân thành giúp đỡ tận tình của Đảng, nhà nước, các cơ quan đơn vị trung ương, địa phương, các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em, tình cảm của nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế mẹ cháu và toàn thể gia đình xin bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc chân thành nhất. Đại diện gia đình Tổng Bí thư một lần nữa gửi lời cảm ơn tới các bác, các cô, các chú lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước, lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan đoàn thể trung ương, địa phương, các quý vị đại biểu, các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em, đồng bào ta và bạn bè quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa bố chúng cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Đại diện phía gia đình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các cơ quan đoàn thể trung ương, địa phương, bệnh viện trung ương quân đội 108, nhà tăng lễ quốc gia đã chuẩn bị chu đáo trong những ngày tăng lễ. Các cơ quan thông tấn báo chí đã đưa tin kịp thời về lễ tang. Ông Nguyễn Trọng Trường cũng bày tỏ, trong quá trình tổ chức tăng lễ chắc chắn không tránh khỏi những sơ suất và gây ra phiền hà cho bà con, gia đình xin được lượng thứ. Sau lời đáp từ của đại diện gia đình Tổng Bí Thư, lễ di quan Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu linh cữu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ di chuyển qua nhiều tuyến phố để về Nghĩa Trang Mai Dịch. Trong lễ viếng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hình ảnh người thầy giáo dạy lớp 10 của Tổng bí thư ngồi xe lăn tới viếng học trò sáng 26 tháng 7 khiến cho những người chứng kiến đều rưng rưng. Ngồi trên xe lăn, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, người sáng lập trường tiểu học và trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Siêu, thầy giáo dạy lớp 10 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, được người thân đẩy tới viếng học trò cũ tại quê nhà của Tổng Bí Thư, làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội lúc 8 giờ ngày 26 tháng 7. Thương nhớ người học trò ưu tú, thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh ghi vào sổ thang. Vô cùng thương tiếc anh Nguyễn Phú Trọng, người Cộng sản kiên cường trong đấu tranh, vì sự nghiệp xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, nhân dân ấm no hạnh phúc chọn cuộc đời cống hiến cho nước nhà, anh kiên định lấy xây dựng con người làm gốc, quan tâm sâu sắc đến thầy cô giáo và các cháu học sinh. Tôi không thể nào quên những chia sẻ ân cần trí tình trí nghĩa của anh dành cho thầy trò chúng tôi. Phải luôn luôn giữ vững danh hiệu trường Nguyễn Siêu mà xây dựng trường tiến lên, nếu dừng lại sẽ tụt hậu. Thay mặt cho tổ ấm Nguyễn Siêu, chúng tôi xin chia buồn sâu sắc tới gia đình, dòng họ và quê hương đồng chí Tổng Bí Thư. Kính tiện anh về cõi vĩnh hằng. Mỗi người dân Việt Nam và toàn thể trường Nguyễn Siêu chúng tôi mãi mãi nhớ về anh, vì Tổng Bí Thư hết lòng vì đất nước, vì dân tộc. Chia sẻ những kỷ niệm về người học trò của mình, thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh kể, khi còn đi học, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người vô cùng hiền lành, chăm chỉ và lễ phép với thầy cô giáo. Ông với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thân thiết với nhau như gia đình. Sau này khi ra trường, mỗi khi có dịp học lớp, các bạn học sinh khác gọi ông là thầy, riêng tổng bí thư gọi ông là bác các bạn hỏi sao lại gọi như vậy ông được gọi như vậy nhưng ông và tổng bí thư nguyễn phú trọng vẫn gọi vì họ vô cùng thân thiết với nhau ánh mắt rưng rưng ông vĩnh kể thêm rằng ông rất tự hào và xúc động vì khi về cõi vĩnh hằng người học trò của mình an nghỉ tại nghĩa trang mai dịch cùng các lãnh đạo trước nay của đất nước Từ sáng sớm ngày 26 tháng 7, rất đông bà con làng Thượng Điện và các đoàn đại biểu nhân dân xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã có mặt tại nhà văn hóa Thượng Điện để viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong hai ngày quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, nơi cách đây 7 năm, Vinh Dự được đón Tổng bí thư về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã lập bàn thờ dân hương tưởng nhớ Tổng bí thư. Từ sáng sớm, rất đông bà con làng Thượng Điện và các đoàn đại biểu nhân dân xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã có mặt tại nhà văn hóa Thượng Điện để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tiếc thương. Người dân Thượng Điện cùng ôn lại những kỷ niệm và lời dặn dò của Tổng Bí thư khi chung vui với nhân dân địa phương trong ngày hội đại đoàn kết năm nào. Trong nhà văn hóa làng Thượng Điện, bàn thờ được đặt trang trọng với chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phía ngoài là nhiều bức ảnh kỷ niệm của Tổng Bí Thư cùng với người dân địa phương. Không chỉ người làng Thượng Điện mà rất nhiều người dân ở khu vực lân cận, học sinh các trường học trong huyện Vĩnh Bảo cũng tới đây để tưởng nhớ Tổng Bí Thư. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 7 vừa qua, không khí tang thương đã bao trùm cả đất nước ta khi lễ tang của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngày đầu tiên. Để bày tỏ niềm tiếc thương, nhiều người dân Việt Nam từ khắp nơi đổ về Hà Nội để được tiến đưa Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối cùng. Vào 17 giờ 30 phút chiều 25 tháng 7, khi người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội, những người ở xa về Hà Nội chờ viếng như được cởi tấm lòng. Bà Trương Thị Kim Oanh, cán bộ hưu trí bay từ công Tum ra Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà chia sẻ rằng khi nghe tin Tổng Bí thư ốm từ hôm trước, bà đã bồn chồn và hy vọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ nhanh chóng khỏe trở lại. Nhưng khi truyền hình phát tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà cảm thấy hết sức hụt hẫng. Bà chia sẻ thêm rằng Tổng bí thư luôn là tấm gương sáng để người dân noi theo. Vì thế, khi có thông tin tăng lễ, bà đã đặt vé máy bay ra viễn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng giống như bà Oanh, nhưng bà Vũ Thị Hòa phải di chuyển cả chặng đường bay xa từ Belarus về Hà Nội để viễn Tổng bí thư. Bà Hòa chia sẻ, đã sống tại Belarus 37 năm, có nhà ở phố Minh Khai, Hà Nội. Vậy nhưng để được viếng tổng bí thư sớm, bà Hòa đi từ 4 giờ sáng nay, chấp nhận ngồi đợi ở đường Nguyễn Cao hơn 13 giờ đồng hồ. Đến 17 giờ 30 phút chiều, bà cùng một vài người họ hàng bắt đầu được vào viếng. Bà Hoa chia sẻ rằng bà theo chồng sống ở Belarus 37 năm, ngày nào bà cũng xem tin tức thời sự trong nước. Bà bày tỏ rằng bà rất xúc động với nhân cách của Tổng bí thư, lối sống giản dị gần gũi. Đặc biệt, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người mạnh tay trong việc chống tham nhũng và cũng rất yêu quý quan tâm tới kiều bào. Bà cảm thấy may mắn khi bây giờ đặt vé máy bay rất tiện, sáng đặt chiều bay nên kịp về viếng Tổng Bí Thư. Long Ba nhẹ nhõm và mãn nguyện vô cùng. Cũng trong dòng người chờ viếng, cô Nguyễn Thị Tiền, 91 tuổi, từ Quảng Nam đến Bắc Giang, thăm gia đình và được con cháu đưa về Hà Nội viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ chia sẻ rằng, cụ chỉ xem duy nhất hai chương trình trên TV là thời sự và bóng đá. Từ hôm biết tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, cụ mở TV cả ngày lẫn đêm để theo dõi các thông tin về Tổng bí thư. Cụ cho biết cả đời cụ ngưỡng mộ ba người là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, trong vạn người đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, ngày 25 tháng 7 đã có nhiều người bạn thổ thiếu thời học trường làng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 25 tháng 7, lễ truy điệu lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổ chức trọng thể trên quê hương Tổng Bí thư tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra và lớn lên. Trong vạn người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà hôm nay, có nhiều người bản thuở thiếu thời học trường làng với nhà lãnh đạo, chọn đời vì nước vì dân được vợ là bà Nguyễn Thị Phấn và con cháu hỗ trợ vào khu vực thắp hương viếng bạn học thổ thiếu thời. Ông Vương Khắc Duy, 85 tuổi, cố gắng nhích từng bước chân vào trong nhìn di ảnh. Ông Duy sức khỏe yếu do căn bệnh tim mắc phải vào năm 2013 nên phải ngồi xe lăn đến đây. Hôm nay, 6 giờ sáng, đúng giờ gia đình Tổng bí thư phát tang, ông Duy lặng lẽ trên chiếc xe lăn cạnh Thủy Đình Lại Đà, thì thoảng lại hướng mắt về phía nơi tổ chức tang lễ cho bạn tại quê nhà nước mắt không kìm được, chốc chốc bà phấn lại lấy khăn lau nước mắt và những giọt mồ hôi cho chồng. Nghe tin tổng bí thư mất, ông khóc suốt đêm, thương bạn nên không ngủ. Ông muốn đến viếng sớm nên 6 giờ sáng ông đã có mặt để xếp hàng. Ông Duy chia sẻ thêm, nhà ông ở gần nhà tổng bí thư, cách nhau chỉ mấy cái nhà. Thời nhỏ ông và tổng bí thư học trường làng, lên cấp 2 cấp 3 học xa nhà. Thời ấy đất nước còn khó khăn, ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Hai người bơi vượt sông để sang học cấp 3 trường Nguyễn Gia Thiều, bên kia sông Đuống. Ngừng một lúc vì xúc động, ông Duy kể tiếp, ở xã Đông Hội làng Lại Đà là làng hiếu học, dù có thiếu ăn thiếu mặc, không ai bỏ giờ việc học hành, đều nỗ lực vươn lên. Trong lứa chúng tôi, anh Trọng là người chỉn chu, học hành tiến tấn nhất. Tốt nghiệp cấp 3, anh học đại học tổng hợp rồi công tác biển biệt, đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi mỗi người một ngành nhưng vẫn luôn nhớ về nhau, theo dõi sự trưởng thành của nhau. Là một trong những người bạn học từ thuở vỡ lòng đến cấp 3 với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Ngô Bá Dục sinh năm 1943, tóc bạc trắng, người mảnh khảnh, chống gậy tới nơi tổ chức lê tang. Nhà ông Dục ở xóm 7, cách nhà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 6 ngõ xóm, hơn Tổng bí thư một tuổi, tuy nhiên ông Dục là bạn học được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời nhắc đến. Mỗi khi ôn lại kỷ niệm thùa củ sắn chia đôi, bắt nước rau luộc xè cùng, bơi sông đi học. Học xong ra trường, ông Dục là giáo viên dạy học trường làng, sau đó là hiệu trường trường cấp 3 cổ loa cho tới khi nghỉ hưu. Ông cũng là người lưu giữ nhiều nhất các tư liệu, kỷ niệm của thế hệ học trò làng lại đà năm xưa. Ngoài ông Duy, ông Dục, còn có các ông Vương Khắc Côn, cùng xóm ông Dục, giáo viên cấp 2, ông Doãn Xuân Nùng, tạ sinh kế thôn hội phụ, cựu chiến binh tù côn đảo. Đây là thế hệ bạn học cùng làng thổ ấu thơ với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bước sang tuổi 80, các ông đã tuổi cao sức yếu, song câu chuyện kể lại cho thế hệ sau vẫn như mới hôm nào ùa về. Mỗi câu chuyện đều trong trẻo và kính trọng, nhớ thương người bạn học thổ thiếu thời chiều 25 tháng 7, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hỗ Ninh dẫn đầu đoàn cấp cao vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hỗ Ninh đến Hà Nội với tư cách đặc phái viên của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trung Quốc là một trong những nước gửi điện thư chia buồn ngay trong những giờ đầu tiên sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Ngày 20 tháng 7, chỉ một ngày sau khi Tổng bí thư từ trần, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân đến đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, viếng và nghiêng mình ba lần trước di ảnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ khi đến viếng: "Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ sự đóng góp kiệt xuất của đồng chí Nguyễn Phú Trọng dành cho quan hệ hai Đảng, hai nước và sự nghiệp phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới." Phát biểu với đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Marxist kiên định, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, dẫn dắt Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam thúc đẩy và giành được những thành quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhận được sự ủng hộ và yêu mến của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam. Đồng chí Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên định ủng hộ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết lãnh đạo nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường phát triển của mình. Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc trước sau như một ủng hộ và tin tưởng sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, sẵn sàng cùng Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện. Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Ngày 19 tháng 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã gửi điện chia buồn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào đầu giờ chiều nay 25 tháng 7, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên tiếp tục tìm kiếm người mất tích do lũ quét xảy ra tại xã Mường Bồn. Tuy nhiên do trời đổ mưa to nên phải tạm ngưng để đề phòng trận lũ quét khác có thể xảy ra. 6 máy xúc đã được điều động đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ san gạt đất đá. Trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, ông Trần Quốc Cường, bí thư tỉnh ủy Điện Biên, yêu cầu các lực lượng ưu tiên cao nhất, nhân lực, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích, khẩn trương cứu chữa người bị thương và thăm hỏi gia đình có người bị nạn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cần lưu ý, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn, hỗ trợ tối đa nhất cho người dân vùng lũ. Ngoài lũ quét tại huyện Điện Biên, nhiều địa phương khác của tỉnh cũng đang phải hứng chịu thiệt hại nặng do mưa lũ. Tại huyện Tuần Giáo, mưa to gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, làm thiệt hại về nhà ở, tài sản, sản xuất của người dân. Mưa lớn cũng làm sạt lở tại 11 điểm trên các tuyến đường thuộc các xã, Nà Sáy, Mường Khong, Rạng Đông với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 600 mét khối. Còn theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân trên địa bàn một số xã. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài suốt cả đêm 24 tháng 7 và dạng sáng 25 tháng 7. Đến khoảng 3 giờ sáng, nước lũ cùng đất đá từ phía trên đỉnh núi bất ngờ đổ dồn dập xuống khu vực bản Mường Pồn 1, cuốn trôi làm hư hỏng nhiều nhà cửa, Lũ quét trong đêm đột ngột xảy ra nên người dân không kịp trở tay. Thống kê ban đầu có hai người tử vong là hai mẹ con, năm người khác bị mất tích, trong đó có một cháu nhỏ sinh năm 2023. Trong đó, xót xa nhất có lẽ là sự mất mát của gia đình anh Cà Văn Luyến, sinh năm 1974, ở bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên bởi trận lũ này đã cướp đi của anh ngôi nhà nhỏ cùng người vợ là bà Lường Thị Nhờ, 51 tuổi, và con trai là cháu Cà Văn Trờ, sinh năm 2011. Thấn thờ nhìn hai mẹ con đang nằm lạnh lẽo, tạm bỡ trên bãi đất trống gần nhà. Xung quanh chỉ có đồ đạc mới được người dân cùng lực lượng chức năng di rời xa từ đống đổ nát trong ngôi nhà nhỏ của gia đình. Anh Luyến liên tục đưa ống tay áo lau nước mắt. Giọng nghẹn đắng kể lại thời khắc kinh hoàng khi đó khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 7, ngoài trời mưa liên tục nên tôi không ngủ được. Tôi ra ngoài hành lang hút thuốc lào. Lúc đó cũng chỉ mưa nhỏ thôi, không phải mưa lớn. Nếu mưa lớn tôi đã gọi vợ con dậy. Tuy nhiên đang ngồi bên hiên nhà thì bất ngờ nghe tiếng ầm ầm từ trên ta luy. Sau đó đổ sập xuống cuốn qua ngôi nhà. Ngay sau khi lũ cuốn qua, bản thân ông Luyến chạy kịp ra khỏi hiện trường, nhưng cũng bị thương nặng ở chân và vùng đầu. Đến khoảng hơn 6 giờ sáng khi lực lượng chức năng đến hỗ trợ cứu nạn đã tìm thấy hai mẹ con bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá cách nhà không xa. Tuy nhiên do trận lũ quét đi qua nên ngôi nhà của vợ chồng anh Luyến đã bị lũ cuốn bay, đồ đạc trong nhà cũng không còn nguyên vẹn. Thi thể hai mẹ con chị nhờ và cháu chờ phải nằm tạm bên một bãi đất trống gần nhà. Chiều ngày 25 tháng 7, do mưa lớn tiếp tục diễn ra tại xã Mường Bồn, lực lượng chức năng phải di rời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở, tạm dừng việc tìm kiếm những người mất tích do mưa lũ gây ra. Theo lãnh đạo địa phương, gia đình ông Cà Văn Luyến là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có 4 thành viên, cô con gái lớn đã đi lấy chồng. Sau khi xảy ra vụ việc, hiện địa phương đang khẩn trương liên hệ các đơn vị trước mắt, đứng ra lo hậu sự cho những người thiệt mạng do mưa lũ, ổn định cuộc sống người dân, đồng thời khẩn trương tìm kiếm những người mất tích do mưa lũ. Ràng sáng 25 tháng 7 tại bản Mường Bồn 1, xã Mường Bồn xảy ra trận lũ ống đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong, nhiều tài sản bị cuốn theo dòng lũ. Bí thư tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường trực tiếp vào tâm lũ ống tại xã Mường Bồn huyện Điện Biên để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các cơ quan chức năng cũng thành lập ban tiếp nhận cứu trợ để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Trận lũ ống làm tử vong hai người là bà Lường Thị Nhớ, 49 tuổi, và con trai là Cà Văn Trường, 13 tuổi. Hiện nay còn 5 người thuộc ba hộ gia đình mất tích, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm. Ngoài ra, trận lũ ống khiến 120 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và hư hỏng, nhiều công trình thủy lợi giao thông bị hư hỏng. Thống kê tổng thiệt hại tính đến 17 giờ ngày 25 tháng 7 khoảng 25 tỷ đồng. Sau khi xảy ra lũ ống nêu trên, Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng đoàn công tác của tỉnh ủy nhanh chóng tiếp cận hiện trường để chỉ đạo việc khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn. Quá trình kiểm tra thực địa tại hiện trường, ông Trần Quốc Cường chỉ đạo các lực lượng chức năng huyện Điện Biên huy động tối đa nhân lực để khắc phục thiệt hại và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, lực lượng y tế kịp thời chăm sóc và điều trị cho những người bị thương, những người bị thương nặng cần khẩn trương di chuyển lên tuyến trên để điều trị đối với 18 hộ dân bị mất nhà ở, Bí thư Trần Quốc Cường giao chính quyền kịp thời bố trí chỗ ở tạm thời an toàn và đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết. Bên cạnh đó, ông Cường cũng yêu cầu các lực lượng bảo vệ khu vực hiện trường lũ quét không cho người dân hiếu kỳ tiếp cận, phòng tránh những trường hợp sự cố ngoài ý muốn, đặc biệt quá trình ứng cứu thiên tai với tinh thần khẩn trương, song phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Trận lũ ống bất ngờ quét qua bản Mường Pồn 1 khiến nhiều người dân trong bản chỉ sau một đêm mất đi người thân và các tài sản giá trị nhất. Nhằm chia sẻ khó khăn khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho các gia đình bị nạn. Chiều ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên thành lập ban tiếp nhận cứu trợ khắc phục khó khăn do thiên tai tại xã Mường Bồn. Ban sẽ giúp Ủy ban Nhân dân huyện tiếp nhận, phân phối, quản lý và sử dụng tiền hàng cứu trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện, ủng hộ khắc phục khó khăn do thiên tai tại xã Mường Pồn theo đúng quy định. Ban gồm có 12 thành viên, địa điểm tiếp nhận cứu trợ là nhà văn hóa xã Mường Pồn để các tổ chức cá nhân có tấm lòng chia sẻ hỗ trợ. Ngày 26 tháng 7, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk thông tin đơn vị đang cử lực lượng tiếp tục dọn dẹp các cây xanh bị gãy đổ trên đường phố Buôn Ma Thuột vào đêm mưa gió hôm 25 tháng 7. Trước đó, tối 25 tháng 7 trên các tuyến đường của đô thị Buôn Ma Thuột như Mai Hắc Đế, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Cử, Mạc Thị Bưởi liên tục xảy ra các vụ cây xanh bị gãy đổ. Trong đó, có sự việc cây xanh gãy đổ tại đường Lê Duẩn đã đè trúng một người đi đường. Nạn nhân bị nhánh cây gãy đè trúng người và không thoát ra được. Người dân xung quanh gần đó đã mang dao dựa, tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng, chặt cây, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Còn tại đường Mai Hắc Đế, một cây sao bị gãy ngọt đè trúng xe điện của một người phụ nữ điều khiển di chuyển trên đường. Dân may vụ việc này không có ai bị thương. Trong đêm, Lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Đắk Lắc đã cử hàng chục cán bộ đến hiện trường hỗ trợ dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ, đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường. Từ đầu năm 2024 đến nay, tại đô thị Buôn Ma Thuột xảy ra nhiều vụ cây xanh gãy đổ nghiêm trọng, khiến cho một người tử vong và nhiều trường hợp bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Mới đây trong khuôn khổ kỳ họp thứ 46 của Ủy ban Di sản Thế giới đang diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm trường đoàn, đã xin ý kiến các chuyên gia, cơ quan tư vấn của UNESCO trong việc xây dựng hồ sơ mở rộng tiêu chí 10 về đa dạng sinh học của Vịnh Hạ Long đề xuất UNESCO công nhận. Theo quy định của UNESCO tại hướng dẫn thực hiện công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, để trở thành di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, mỗi di sản cần đạt được một trong 10 tiêu chí, trong đó tiêu chí 10 là chứa đựng các môi trường sinh sống thiên nhiên quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn tại chỗ đa dạng sinh học, kể cả những nơi chứa đựng các giống loài bị đe dọa có giá trị nổi bật toàn cầu, xét dưới góc độ khoa học hoặc bảo tồn. Theo Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Thế giới sinh vật tại Vịnh Hạ Long rất đa dạng và phong phú, đầy đủ thành phần các loại sinh vật trên cạn dưới nước, bậc thấp, bậc cao, cùng sinh sống trong 10 hệ sinh thái biển và rừng khác nhau. Đến nay đã thống kê được gần 3.000 loài động thực vật sống trong khu vực, trong số đó có 507 loài thực vật trên cạn, 278 loài thực vật phù du, 141 loài động vật phù du, 110 loài san hô, 156 loài cá biển, 71 loài chim, 53 loài thú, sự đa dạng về thành phần loài trên cạn, dưới nước đã nói lên bức tranh đa dạng sinh học của Vịnh Hạ Long, đưa Vịnh Hạ Long trở thành khu vực có số lượng loài nhiều nhất đã biết ở Việt Nam. Ngoài ra Vịnh Hạ Long còn đa dạng về nguồn gen, rất nhiều loài sinh vật sinh sống tại Vịnh Hạ Long mang nguồn gen đặc hữu quý hiếm, nguồn gen dược liệu hoặc có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, các nhà khoa học đã xác định được 102 loài đang bị đe dọa ở các cấp độ khác nhau, 64 loài động vật và 38 loài thực vật. Một số nhóm sinh vật có số lượng ít nhưng hầu hết đều mang nguồn trên đặc hữu của bệnh Hà Long. Tiêu biểu trong số đó là cá niết hang Hà Long, cua hang Hà Long, tôm, alfèoix, rết chân dài và 17 loài thực vật đặc hữu đã được công bố. Bên cạnh đó, một số nguồn gen khác lại là kho dược liệu tự nhiên, sơ bộ ước tính khoảng 357 loại cây cỏ và gần 100 động vật có thể làm thuốc được. Một số nguồn gen có giá trị kinh tế cao là đặc sản để làm thực phẩm, mỹ nghệ xuất khẩu như bào ngư, ốc đụng, ốc hương, ốc nhảy, sò, tu hài, tôm hè, cua, hải sâm, trai ngọc, cá sông. Nếu được công nhận, Bình Hà Long sẽ có danh hiệu danh tiếng thứ ba của UNESCO cho riêng mình. Riêng Vịnh Hạ Long, hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Lần thứ nhất là vào ngày 17 tháng 12 năm 1994, kỳ họp thứ 18 tại Phu Kẹt, Thái Lan. Ủy ban Di sản Thế giới đã công nhận Vịnh Hạ Long vào danh mục Di sản Thiên nhiên Thế giới với giá trị ngoại hạng toàn cầu về mặt thẩm mỹ theo tiêu chí 7 của Công ước Quốc tế về bảo vệ di sản tự nhiên và văn hóa của thế giới. Lần thứ hai là vào ngày 2 tháng 12 năm 2000. Tại kỳ họp toàn thể lần thứ 24 ở thành phố Cairns, Queensland, Australia, Ủy ban Di sản Thế giới đã công nhận Vịnh Hạ Long là Di sản Thiên nhiên Thế giới lần thứ hai theo tiêu chí 8 về giá trị địa chất, địa mạo. Đến ngày 16 tháng 9 năm 2023, tại kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới ở thủ đô Rizas, Ả Rập Xê Út, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, Hải Phòng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, trở thành Di sản Thế giới liên tỉnh thành phố đầu tiên ở Việt Nam. Thưa quý vị, tháng 7 là mùa tri ân, không hẹn mà gặp, hàng nghìn người trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về vùng đất lửa Quảng Trị, dâng những vòng hoa tươi thắm, thắp nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất non sông. Quảng Trị được gọi là vùng đất lửa bởi mỗi tất đất dòng sông địa danh nơi đây đều ghi đậm dấu tích của một thời đàn bom, gánh chịu nhiều đau thương, hy sinh mất mát, chứng kiến bao cảnh tàn khốc hủy diệt của chiến tranh những địa chỉ đỏ trong mùa tri ân ở vùng đất lửa Quảng Trị luôn đón hàng dài người đủ mọi lứa tuổi đến thăm viếng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập tự do và thống nhất non sông vì hạnh phúc của nhân dân. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 72 nghĩa trang liệt sĩ, là nơi yên nghỉ của gần 60.000 liệt sĩ từ khắp cả nước. Trong đó có hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia là Trường Sơn và Đường Chính. Mỗi nghĩa trang có hơn 10.000 liệt sĩ an nghỉ Quảng Trị còn có gần 500 di tích lịch sử cách mạng, trong đó có các di tích gắn liền với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc như đôi bờ hiền lương Bến Hải, đường Hồ Chí Minh, địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, thành cổ Hốc, Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 cùng các địa danh đường chính Khe Xanh, làng Vây, Lao Bảo, sân bay Tà Cơn, đồi Động Tri, căn cứ Dốc Miếu, Tháng 7 này, lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội vì hòa bình nhằm truyền tải thông điệp hòa bình không chỉ là trạng thái không có xung đột, chiến tranh mà mở rộng ra còn là sự tôn trọng, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa các quốc gia dân tộc. Là tình yêu giữa con người với con người, giữa cá nhân với cộng đồng và giữa các cộng đồng hòa bình còn là khúc hoang ca, niềm hạnh phúc. Những điều hết sức bình dị trong cuộc sống cần được nâng niu trân trọng và gìn giữ. Không gian chính của lễ hội được tổ chức ở những nơi là biểu tượng của khát vọng sống, khát vọng hòa bình như Thành cổ Quảng Trị và sông Thạch Hãn di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, bến Hải vị tuyến 17 với chủ đề chung tay kiến tạo hòa bình thế giới, lễ hội tổ chức với nhiều hoạt động nghệ thuật, triển lãm tranh, hội thảo để truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình của Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng chia sẻ, lễ hội được tổ chức vào tháng 7 để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc, tưởng niệm nạn nhân chiến tranh và truyền đi thông điệp Việt Nam yêu chuộng hòa bình, con người Việt Nam hòa hiếu, bao dung, nhân nghĩa, đồng thời mong muốn được đóng góp trong việc kiến tạo, gìn giữ hòa bình cho nhân loại trong khuôn khổ chuyến công tác tại séc thăm cộng đồng người việt tại séc bà lê thị thu hằng thứ trưởng bộ ngoại giao chủ nhiệm ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài đã tham dự lễ tôn vinh tiếng việt trong cộng đồng người việt nam tại séc gặp gỡ cộng đồng người việt và thăm đại sứ quán việt nam tại séc trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tất cả đại biểu tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tổng bí thư nguyễn phú trọng phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê thị thu hằng đã bày tỏ xúc động với sự chào đón nồng ấm và sự hưởng ứng tích cực đối với buổi lễ tôn vinh tiếng việt của nhiều thế hệ bà con người việt tại séc cùng chung nhận thức tiếng việt còn dân tộc còn thứ trưởng rất vui mừng khi các con em người việt thế hệ thứ 23 tại séc vẫn yêu thích và mong muốn được học tiếng việt đó cũng là nhờ nền tảng định hướng về giáo dục giá trị văn hóa dân tộc của các gia đình hội đoàn của người việt tại xác mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí tổ chức lớp tài liệu giảng dạy thứ trưởng rất tự hào và trân trọng những đóng góp thầm lặng của những nhà giáo nhân dân và những mạnh thường quân trong việc duy trì các lớp dạy và học tiếng việt trong nhiều năm qua thứ trưởng cũng nhấn mạnh buổi lễ ngày hôm nay không chỉ nhằm tôn vinh tiếng việt mà còn là dịp để tri ân các tổ chức và cá nhân các thầy cô giáo các bậc phụ huynh các em học sinh vẫn luôn nỗ lực trong việc giữ gìn tiếng việt tài sản vô giá của dân tộc bằng cả trái tim hướng về quê hương đất nước khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng người việt trên toàn thế giới trong các hoạt động tôn vinh tiếng việt thứ trưởng mong muốn bà con với cả tình yêu và trách nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực bảo tồn gìn giữ tiếng việt hồn cốt của dân tộc trong nhiều thế hệ tới. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã trao 5 kỷ niệm trương tri ân quà tặng cho các tập thể cá nhân, các giáo viên và học sinh đã có thành tích xuất sắc trong việc dạy và học tiếng Việt tại Shark. Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng cùng Đại sứ Dương Hoài Nam, ông Phạm Vĩnh Thái, đại diện các hội đoàn trung ương, địa phương của Shark và các đại biểu đã khai trương tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng. Việc tổ chức lễ tôn vinh tiếng Việt trong đó có hoạt động tri ân và xây dựng thủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng là hoạt động trong khuôn khổ đề án tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2022. Trước đó, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo, đại diện của Liên hiệp Hội Người Việt tại châu Âu, các hội đoàn trung ương và địa phương của người Việt tại Czech. Thứ trưởng chia sẻ với bà con những đánh giá rất tích cực của chính quyền sở tại về cộng đồng người Việt tại Séc, khẳng định vai trò và vị thế của cộng đồng người Việt ở nước sở tại ngày càng nâng tầm, trong đó cộng đồng ta thể hiện thế mạnh về kinh doanh, lan tỏa các giá trị về văn hóa, bản sắc dân tộc, đặc biệt vui mừng khi cộng đồng luôn đoàn kết, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, gìn giữ truyền thống văn hóa và hướng về quê hương đất nước. Thứ trưởng cũng cảm ơn và bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp rất thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần mà cộng đồng người Việt tại Sắc đã dành cho đồng bào trong nước trong những thời kỳ khó khăn. Đánh giá cao hoạt động của hội đoàn người Việt tại Sắc có vai trò hạt nhân là điểm tựa kết nối và là một trong những hình mẫu cho cộng đồng trên toàn thế giới thứ trưởng cũng mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết xây dựng cộng đồng người việt tại shark ngày một vững mạnh đóng vai trò là đại sứ nhân dân cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam shark tiếp tục hưởng ứng tham gia các hoạt động do ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài tổ chức sau thành công của vở kịch nói bắt quỷ với việc dàn dựng vở cải lương lời thề trên núi cột cờ, sân khấu Hải Phòng tiếp tục đi sâu khai thác đề tài về lực lượng công an bằng đề tài vốn cuốn hút công chúng nhưng cũng là thử thách không nhỏ trong sáng tạo nghệ thuật sân khấu. Theo nghệ sĩ Trần Trung Hiếu, trường đoàn kịch nói Hải Phòng nằm trong khuôn khổ kế hoạch triển khai đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng 2024. Vở kịch bắt quỷ được đoàn kịch nói Hải Phòng khởi dựng từ tháng 5 vừa qua. Từ kịch bản của tác giả Nguyễn Đăng Trương, Bắt Quỷ được sân khấu hóa bởi ekip sáng tạo do nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai đạo diễn. Đây là vở diễn đề cập đến đề tài phòng chống tham nhũng tiêu cực, một trong những vấn đề thời sự nóng bỏng được quan tâm hiện nay, đã thể hiện thành công tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ của đảng nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Kịch tính của vở diễn là những mưu toan tư lợi, cũng như những rằng xé đớn đau của những nhân vật là người có địa vị trong xã hội bị tha hóa biến chất. Đã được các diễn viên nhập vai ấn tượng, đặc biệt vở diễn bắt quỷ cũng mô tả sinh động chiến công và hình ảnh người chiến sĩ công an trong cuộc chiến đầy cam go, thách thức này. Từ đó vở kịch truyền tải đến người xem niềm tin vững chắc vào ý chí và quyết tâm của toàn đảng, toàn dân ta trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nghệ sĩ Trần Trung Hiếu cho hay tại Liên đoàn Kịch Nói Toàn quốc tổ chức ở Thái Nguyên vào tháng 6 vừa qua, vở kịch bắt quỷ đã xuất sắc đoạt huy chương vàng. Cũng nằm trong kế hoạch triển khai đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng năm 2024, hiện đoàn Cải Lương Hải Phòng đang chuẩn bị công diễn vở Lời thề trên núi Cột Cờ. Đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày thông minh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, nghệ sĩ Vũ Gia Thùy, Trường đoàn cải lương Hải Phòng chia sẻ vở diễn khắc họa hình tượng anh hùng liệt sĩ Trần Thành Ngọ, chỉ huy trưởng đầu tiên của lực lượng công an thành phố Hải Phòng. Được dàn dựng từ bối cảnh lịch sử sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Vở diễn tái hiện tinh thần cách mạng cao cả, ý chí kiên cường của đồng chí Trần Thành Ngọ và các chiến sĩ công an Hải Phòng trong giai đoạn chính quyền nhân dân ở Hải Phòng mới thành lập. Điểm nhấn là trong cuộc tấn công xâm lược tái chiếm Hải Phòng vào tháng 4 năm 1947, đồng chí Trần Thành Ngọ đã chỉ huy lực lượng công an vũ trang chiến đấu quả cảm, giành giật từng tất đất với quân địch tại mặt trận Kiến An Hải Phòng với lời thề bất hủ, nếu Trần Thành Ngọ còn thì Kiến An còn, nếu Kiến An mất thì Trần Thành Ngọ sẽ mất theo. Trong trận chiến đấu quyết tử bảo vệ thị xã Kiên An, bảo vệ các cơ quan đầu não của liên tỉnh Hải Kiến, đồng chí Trần Thành Ngọ đã trực tiếp cùng với các chiến sĩ của mình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và anh Dũng hy sinh trên núi Cột Cờ. Từ dẫn chứng hiện thực của lịch sử và diễn lời thề trên núi Cột Cờ đã tái hiện hình ảnh cuột cường của những chiến sĩ, công an Hải Phòng nói chung và chỉ huy trưởng Trần Thành Ngọ nói riêng. Trong những ngày đầu thành lập chính quyền, được nghệ sĩ ưu tú Ngọc Chi chuyển thể cải lương từ tác phẩm cùng tên của tác giả Trần Tuấn Tiến, thực hiện bởi ekip sáng tạo do nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai đạo diễn. Theo nghệ sĩ Hoàng Quỳnh Mai, khi khởi dựng vở diễn, ekip sáng tạo cũng như đội ngũ diễn viên đều cảm thấy rất vinh dự được nhập vai nhân vật thật trong hoàn cảnh thật của lịch sử, đồng thời quyết tâm tổ chức thật tốt để lời thề trên núi cột cờ góp phần tiếp nối, bản hùng ca oai tráng của lực lượng công an cũng như sự nghiệp cách mạng Việt Nam.